Rồi chào bác nha, hôm nay da con Cuba Tang là hàng 802 nha bác, máy dân dùng nha. Con này là kèm luôn đuôi xế luôn nha bác. Máy về gần nhà nha. Bác chủ này mua về chạy đất nhà nha các bác. Bác chủ này ở trên Lắp Vò Đồng Tháp nha bác. Gần nhà. Cách nhà khoảng 10 cây số nha bác. Này đã bảo dưỡng cho bác chủ hết rồi nha. Chỉ quyền xuống đầm mà chạy luôn. Này vàng xế nè, vàng xế đã có sơn là chú chủ nha bác, cho nó đẹp lên. Này cây cặp đăng nha bác, cặp đăng kiếm bọng gì đầy đủ hết nha. Máy này chỉ quyền xuống đầm là chạy luôn ha. 2802 nha bác, dòng máy bãi của Nhật nha. Dòng máy này kêu bằng là nồi đầm khói đá nha. Máy nổ rất là đã luôn các bác. Máy này máy dân dùng nha, máy dân dùng mà còn rất là đẹp nha bác. Này bác chủ nha. Cái này là mua đồ cho bác chủ nha bác. Đồ mua cho bác chủ luôn. Máy gì còn rất là đẹp luôn. Này đang chỉ cho bác chủ chạy nha. Bác chủ cũng không có gành gì dòng máy cài nha bác. Bác chủ này mua về chạy đất nhà nha bác. Chạy lắm, chạy thử đi, đi chơi. Nói chung mấy con này là câu bò đó. Máy dân dùng. Còn rất là đẹp luôn các bác. Máy dân dùng mà còn rất là đẹp nha. Này mặt nạ đầu nha các bác. Máy đã được bảo dưỡng hết nè các bác. Máy này chỉ việc là xuống đồng đổ dầu vô là chạy thôi. Vàng xế nè. Vàng xế lẻ hai luôn nha. Con này nó dễ chạy lắm. Đây nè, em nhìn đây nè, xuống tới nè. Bác chủ mua rồi chạy đất nhà. Chạm không đây. Lẹ nhanh đây thì có qua từ ngày. Rồi chạy lên xe nha các bác. Máy quá đã luôn các bác ơi. Máy dân dùng mà tiếng máy nổ rất là đã luôn nha. 2802 nha các bác. Và máy Cuba Tang nha các bác. Và máy này gì? Máy bãi nha. Và máy bãi. Máy bãi của Nhật nha các bác. Máy này còn rất là đẹp luôn. Máy dân dùng mà còn rất là đẹp nha các bác. Máy này có kèm một cái đuôi xế lẻ hai nha. Đuôi xế này đuôi xế dân dùng luôn nha các bác. Nguyên bộ của con máy. Quầy là xế luôn. Rồi lên xe. Chúc chủ về làm ông phát tài nha. Máy cài của ta L2802 nha bác. Máy về lắp vò nha. Tuôn bánh hả? Máy về lắp vò Đồng Tháp nha bác. Này. Này bác chủ nha bác. Bất chủ mua về xế đất nhà nha.